Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Blue Zone TV nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm cái arena đấu trường đỉnh cao nè anh em à. Thì đầu tiên thì anh em vào chơi này thì đó, nó sẽ hiện ra một số cái chú thích cho anh em là đội nào chiến thắng trong vòng 4 vòng đầu tiên thì win nha. Nó thì nó đầu tiên chúng ta sẽ cho nó là 750 vàng phía góc trên bên phải này. Thì chúng ta cái trận đầu thì chúng ta sẽ mua lục, mua những cái cool đó, cái lục để mà chúng ta bắn đó. Thì cái map này thì cái map Irengo thôi anh em ạ. Nó sẽ spawn ngẫu nhiên cho chúng ta đó. Thì trên biến đồ minimap thì nó có cái hai team, màu chúng ta là team màu xanh mà một cái team màu đỏ này. Để ở đây thôi, đây là boss thôi anh em ơi. Thì hên xui thì chúng ta sẽ gặp boss, hên thì chúng ta gặp boss, còn xui xui thì chúng ta gặp người. Nói chung thì nó là như vậy. Thì hiện tại thì nó mới cập nhật ngày hôm qua hôm kia vậy thôi. Mình làm clip này chậm thì có một số công việc anh em. Nó thì cái trận thứ hai này nó sẽ thưởng cho ta một số xu nhất định nữa. Khi mà chúng ta lia team thì nó sẽ thưởng 1.000 2.000 vàng cho chúng ta để chúng ta mua cái khẩu súng kế tiếp anh em à. Những khẩu súng như là Bison SMG á, là có nhiều tiền cái trận kế tiếp vòng 3 thì nó sẽ mua được M4 anh em à. Anh em nào hà tiện xài lục hoài thì có thể mua luôn được tới cây MG3 nữa anh em đó. Thì trận này đấu boss thôi nên mình gọi là mình lận cho anh em luôn đó. Đây mày nó này, táp này nó còn hơi chậm anh em à. Chứ táp nhanh nữa là ok, cái đó mà táp về là nhanh lắm rồi. Nó đây là boss thôi nha, chứ còn người mà mình đứng chống như thế này thì nó bắn là xích đầu luôn chứ không phải đứng đùa đó. Đó, bắn với boss thì cầm mini thôi chứ còn bắn với người thì nó đợt này thì nó thưởng cho chúng ta được 2K6 nè. Bắn với người thì anh em nhớ mua cây Bison hoặc là cây Uemi nha. Nó thì đợt này thì mình sẽ mua cây M4 đây, đủ tiền mua M4 rồi. Anh em nào hà tiện thì mua cây MG3 bắn đi cho nó phê luôn anh em. Ở bức gà nè, có xe nè. Cái trận này thì chúng ta chơi xe, xe thì nó sẽ đi lên đồi, tại vì cái bản đồ này nó hơi xa so với địa hình hiện tại đó. Chúng ta vô xe thôi. Rồi cho tôi lên xe với bạn ơi. Alo luôn. Ok, thì đẩy xe lên đây, chúng ta hãy chiếm cái đồ này thì tất nhiên là sẽ thắng thôi. Bên kia bên cái team màu đỏ thì nó cũng có xe nữa anh em à. Tại vì cái này là boss nên nó đi bộ thôi. Ui mày không tin chứ ta. Đây nằm ở đây, nằm ở đây thời đạn rồi đã. Rồi ông làm chắc nó luôn rồi. Thôi kìa, nó chơi mà làm thiệt bạn. Thì cái team màu đỏ thì nếu mà là người thì nó cũng có xe, nó sẽ đẩy lên đây y như chúng ta thôi. Ai mà chiếm được cái đồi cao thì rất là lợi thế luôn. Rồi đợt này thì được 3.100 vàng. Nói chung anh em nào có đã chơi những tựa game FPS như là Heavy ngày xưa thì cái này gần như giống y như vậy đó. Thì nó cho chúng ta một cái số lượng vàng nhất định để chúng ta mua vũ khí chiến đấu. Biết khi nào mà để tiền được mua cái cây Gouya MG3 anh em à. Nhưng mà cũng sẽ được thôi nếu mà chúng ta win như thế này vài thì trận này chắc là win luôn rồi đó anh em ơi. Còn nếu mà hai bên mà bằng điểm nha thì anh em sẽ có cơ hội mà mua cái MG3 hoặc là Gouya thôi. Anh em đừng để nhân vật chúng ta chết nha, chết thì mất súng luôn à. Chỉ còn cái cây B12 thôi. Đây con boss này tốt, núp núp nữa. Quái nồi á, núp luôn à. Mới nghe cục đá luôn anh em à. Ok, thì mình sẽ làm cái trận kế tiếp nha. Đó, cái trận này thì chắc chắn là người anh em ơi. Có level 44, 38, 29 nè. Những cái khung này là chắc chắn là người chơi à. Đó, đây. Đây người chơi nè. Thì người chơi với boss thì cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mà người chơi thì nó sẽ thông minh hơn. Đối đầu với người chơi mà. Anh em mà vẫn ngu ngu thì bị hành sắp mặt luôn. Vô đây mà tập bắn cũng em anh em à. Cận chiến luôn. Nhưng mà trong này thì khi mà chúng ta bị nóc thì cứu cũng nhanh hơn so với đấu ranh anh em ạ. Nóc thì
cú phản chắc cũng tầm 2 giây mấy, nhưng mà theo như mình cảm nhận thì rất là nhanh và hồi máu thì nó cũng nhanh nữa. Anh em đi móc như mình thì đi nhớ cẩn thận nha, móc lớp thì tôi cũng chừng dễ bị bắn lén đó anh em ạ. Hồi đó đó cái tiếng còi báo động đó anh em nghe không, sau cái tiếng còi báo động này là bo nó sẽ thu vào nha anh em, vừa chơi vừa để ý nè. Đây đây đây, có thằng một trái này này phía trước mặt này. Núp đi đâu, núp đi đâu thằng ganh con này thì núp hả, núp hả, thằng ganh con Trung Quốc này. Bo đang dần thu vào anh em ạ, bò đi đâu mà bò, còn thằng nãy đang nóc ngoài này nè, đây bò hả, bò núp núp rồi lia luôn rồi. Ok, vòng một thì chúng ta đã khá thành công, được là 1.600 vàng này đó, không biết trận thứ hai thế nào. Vòng thứ hai thì chúng ta có thể mua mini nè, SLG nè, UMP hoặc Bison. Anh em nào muốn xài đạn nhiều thì cứ mua Bison nè, tại vì cái phiên bản 2.1 này thì Bison nó cũng búp lên một tí sức mạnh nè, có thể là bắn xa được rồi. Bắn xa tuy nó không gây đạn bằng UMP nhưng mà nó có sát thương nhất định anh em ạ. Let's go. Không biết như thế nào đây, bắn những người này khó móc lớp lắm anh em ơi. Để né qua này cái nào, đứng bên này là nó hơi bị bất lợi anh em ạ, tại vì trên này đồi cao quá, còn ở dưới kia đó nó đẩy lên thì không biết đường đâu, toan luôn rồi, chưa chân là thấy toan một bé rồi. Ôi thôi rồi xong rồi, cuộc đời nó sẽ đi vào đâu đây. À đây có thằng đứng cái phía cửa nữa, biết nó thấy không. Ờ hai thằng bên này nữa, nó đẩy lên rồi. Đây 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 đây, trên nóc nhà nữa kìa, mấy thằng này chơi điếm thật sự anh em ạ. Watch out. Nếu mà anh em không để qua thì anh em có thể xem vòng bo và anh em cam nó thôi. Rồi liền, nó bắn lìa tìm mình luôn anh em ạ, nó bắn lìa tìm mình luôn rồi. Có vẻ như là rồi nó bắn, nó bắn. Ui ui, hồi máu đó anh em thấy không, hồi máu rất là nhanh, hồi máu rất là nhanh. Ôi, gạt nó gạt mình luôn anh em ạ. Thì trong này hồi máu rất là nhanh nha. Rồi thua, khi mà mình thua thì mình vẫn được cộng vàng anh em ạ, để trận sau mà mình có thể mua súng nữa đó. Tầm 2.100 vàng thì chúng ta có thể mua được cây M4 nè, 4.000 mấy thì có thể mua được cây MG3. Hôm nay mua được cây MG3 với cây Guja thì thôi bá đạo luôn. Nó chuẩn bị lên xe nè, ai cũng đi lên xe hết, bên kia chắc theo như mình nghĩ thì nó cũng sẽ đi lên xe thôi. Này đồ cái đã, không biết kịp giờ hôm nay, không kịp thì thôi anh em. Let's go rồi, ok đi luôn đi. Lên xe. Chiếm đội, nếu mà team nào chiếm đội trước thì có lợi lắm. Còn nếu mà đi sau thì cái gì thôi toan. Nó đâu rồi? À, xe chuẩn bị tới nè. À, xe chuẩn bị tới, hai thằng ganh con này nó đi bộ bên đây. Hai thằng ganh con đi bộ bên đây à. Đâu rồi. Ơ, phía sau lưng còn người nữa hả? Phải nồi. Cái này thì nó đẩy lên. Còn à, không để ý anh em ơi, lo bắn bên kia không. Gạt kêu cái đó, gạt lấy kêu. Khi mà anh em bắn nóc nó cứ gạt anh em à, để cho team mình có điểm, chứ không thôi là cái gì, xong đời. Cứu kịp không đây, trời ơi cái người tiếc mà mình cứ tưởng team địch anh em à. Đâu rồi. Nếu mới nghe tiếng thằng nào đẩy lên mà. À, đúng là đẩy lên thiệt. Mới nghe tiếng thằng nào đẩy lên thiệt anh em. Khi mà team mình bị nóc là nó sẽ đẩy lên liền, khó mà cứu lắm. Cố gắng gạt đi, bắn được thằng nào cứ gạt thằng đó. Để cho chúng ta có điểm cộng vô team để trận sau mà mua súng nữa anh em. Rồi tình hình này là không ổn rồi đó. Không ổn rồi. Ok. Hên quá anh em à. Má xém nữa là thua luôn đó anh em thấy không? Cố gắng chiếm cái đồi này nha. Không biết có súng gì nhưng mà chúng ta phải cố gắng, đồi cao là chúng ta phải chiếm thôi. Trận này sương mù đi. Đây có giáp 3, mũ 3 luôn nè. Nó cũng rất là rẻ, 300 vàng tới 450 vàng nè. Trong này thì nó sẽ chỉ có là kim tiêm thôi chứ nó không có nước nha. Anh em có thể mua kính chắn đạn nữa.
mỗi một trận thì có thể mua cái kính đó hai lần. Let's go. Mua một lần hai kính chứ. Qua nè coi coi, chương mù quá khó đi anh em ạ. Qua một lớp đây không biết có được không. À, đây 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 nè, đứng cặp bờ gào này. Thấy nè, thấy nè, đây đây đó đó. Ôi, mấy thằng này đứng ở đâu anh em mà nó bắn VSS luôn à. Nó nhìn nó mình cứ lắp bắp anh em à. Rồi ôm bụng luôn rồi, tình hình này hơi bị khó cứu rồi. Mấy cứu được không đây? Rồi. Cái tiếng đó là báo động, bo nó sẽ thu vào. Ừ, nó bắn gạt kìa. Help me, ở đây cứu tôi chứ bạn ơi. Chắc thôi bo này bỏ đi bạn ơi. Bo này cứu mình không được rồi. Bo này cho nó rút vô đi. Nó bị đau luôn á. Cái tiếng báo động đó là Blazon nó đang chuẩn bị thu vào. Để coi còn cái team này không biết bắn như thế nào đây. Nếu mà anh em là KD thấp hoặc là không có giỏi tấn công thì anh em có thể đợi bo, đợi địch tấn công thôi. Và tùy cái trường hợp mà chúng ta có thể xử lý như thế nào. Đó. Bo này thu rất nhanh nha, chỉ có 5 giây thôi. Nó đốt cực kỳ đau luôn, còn hơn xanh hóc nữa. Ủa, mẹ vẫn thâm đứng với ta. Đỉnh như à. Goliath đây rồi. Cái lửa này có vẻ như không tới thì phải. Rồi, không tới rồi. Nó không tới rồi, bo vô rồi bạn ơi. Nhảy ra đi. Đâu rồi? Cháy luôn. Rồi, ông này không cháy. Rồi, ngắm nữa. Kìa, nó. Đúng hai ba cái đầu. Rồi, hai cây Goya anh em à. Tình hình này kiểu như không xong rồi. Đồng một đồng đội của chúng ta đang nóc. Và trước mắt chúng ta thì còn hai đối thủ. Còn hai đối thủ đang đứng keo bờ gào. Rồi nó đi qua phải. Lửa rồi, my friend. Rồi, my friend mà đứng ngay lửa là cái như xong. Rồi, bo chuẩn bị thu vô nữa. Bo về đây. Một thằng kẻ thù đã bị nóc bo rồi. Bơm này. Một em nóc nữa, ok. Còn một thằng nữa thôi. Rồi, ở đó đi rồi, bo nó đốt vừa gì. Điều gì nói. Rồi, lia luôn anh em ạ. Bo này nó cắn vô thì thấy bà luôn chứ giỡn mạnh. Rồi dòng này thì chúng ta sẽ được 2550 điểm nha. À vàng chứ. Cứ mê điểm hay sao ấy nhỉ. Ok mua thêm bom đây. Mua thêm mod luôn. Ở đây thì chúng ta có thể chơi lựu đạn khó, lựu đạn ấy đi. Chỗ đây thì không mà khỏi cần chơi giáp luôn cũng được. Anh em nào bắn yếu thì có thể mua giáp thôi. Thì mỗi người mỗi sở thích anh em à. Let's go. Ở đây kiếm cái cây ca bắn coi. Nào một cây ca ngon dữ à. Ở đây khá ca. Thôi để xe qua hả mấy fan. Đẩy xe đi đâu vậy bạn. Kiếm cơm à. Anh còn hơi lắc nữa anh em à. Rồi. Một thằng qua đây là kiếm như bằng thạch luôn chứ còn đợi gì nữa. À còn kìa. Bò ở đây mà bên thằng rồi. Này thì bò. Đâu? Yeah, là bên kia team địch sẽ còn 3 anh em. Chắc nó đứng bên bờ gào thôi. Đâu rồi? Vẫn chưa thấy nè. Nó đứng đầu phía bên gào nè anh em ạ. Đó, bò chuẩn bị vô nữa. Mé cái bò này chưa kịp thở nữa là nó đẩy vô nữa rồi. Để cố gắng bắn nóc thằng gan con bên đây cái đó anh em. À, lú cái đầu. Ơ, con kia không có ốp à. Tính đâu mà không lượm nhanh dữ ta. Rồi lên xe mấy em. Lên xe. Lên xe cho ai ơi. Thôi cho đẩy bộ đi anh em à. Bây giờ nó bột rồi, đợi ông kia ông đi lên nữa chắc nó cuốn xong rồi. Đẩy lên luôn. Cái này nó bột rồi đẩy lên luôn. Ở đó là ông bò. Này thì nằm. Còn thằng nữa. Đâu rồi. Đó. Mẹ nó nằm cỏ rồi, nó chết bo luôn. Này thì nằm cỏ. Ok. Và anh em thấy clip này hay, đừng quên nhấn like và comment ở dưới video giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye anh em.
toward this point. Let's go. Let's go. Watch out. Marked a location. Watch out! Car. Let's go. Let's go.
go. Watch out!